trường bây giờ hiện tại 4.000 triệu. Vâng, đây là cái quang cảnh cho lễ tổng duyệt nha mọi người. Tổng duyệt cho lễ khai mạc lễ hội văn hóa ngày 6 tháng 9. Không khí cực kỳ sôi động nha mọi người. Wow, đây chính là màn khai mạc nè mọi người. Nhóm chuyên nghiệp đâu, nhóm quy nhân biển xanh đâu, nhóm quy nhân biển xanh ra chưa? Thành ơi, cho các em lên sân khấu đâu. Em ơi, sau đây là có thể nó sẽ dừng để ấy đấy, để dừng có cái phóng sự, sau đó mới sản xuất được. Cái dàn diễn viên cực kỳ hoành tráng không ạ? Chắc chắn là khi mà lên chính thức thì nó càng tìm hay hơn nữa. Là đi theo cái tuyến của mình, đi theo tuyến của mình nhé. Đi theo hàng đâu? Tay vị trí nào? Quy định đâu? Tay để đâu? Nhóm nữ. Hết nhạc với thầy con. Rồi đi tập này, dạ, phải một xíu ấy. Rút đi xong em chuẩn bị bài 4, cảnh 4 nhá. Rồi, tổng đạo diễn đang điều khiển. Bước vào ra là đi ra thu, thế mà sao con nắng hả? Đợi xíu thì có chương trình hay cho con tiếp xem. Con muốn xuống đi bộ á, con lên sân khấu ấy hả? Rồi thôi để ba chạy. chạy đi dạo nha. Đợi chát cho mình quăng lại nữa nha. Đứng chỗ nóng quá hè. Đúng
Ở đây thì có cả các cái gian hàng nữa nè mọi người, trưng bày sản phẩm truyền thống xứ Thanh. Lúc chiều tà hoàng hôn rất là đẹp tại quảng trường Nguyễn Nhân nha mọi người. Okay. Tôi hỏi là làm cuối là các bạn diễn viên nói gì chúng ta đã đủ chưa? Em mình sẽ hô ra kết bài 3 đi. Nào, tất cả mọi người đang kết bài 3 đi. Khối Quy Nhơn, khối Biển Xanh ra kết bài 3. Cảnh 3. Bình Định hôm nay. Em ơi, bên âm thanh tăng cường thêm mic đi, có một cái mic này không nói, không điều khiển được. Cố gắng âm thanh. Anh ơi, bây giờ các bạn, các bộ đoàn này có đủ người chưa anh ơi? Bữa nay ta đã đủ rất nhiều người. Chuyên nghiệp vì màn trình diễn khá là nhiều.